Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Nắng Hà Nội. Các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang có mặt ở lớp tập yoga và bài hôm nay là bài tập số 5 với chủ đề là sức mạnh. Xin mời mọi người cùng tập với cả chị em chúng mình nhá. Hôm nay là chủ đề là sức mạnh rồi. Thank you.
xuống. Năm, bốn, ba, hai và một, hít vào hai tay thăng ngang, thở ra hạ tay trái, tay phải qua đầu ngả vai nhiều hơn, kéo giãn cơ lườn bên phải. Năm, bốn, ba, hai và một, hít vào hai tay thăng ngang, thở ra tay phải gập tay trái qua đầu, cố gắng cái đầu gối của chân trái vẫn hạ xuống chứ không nâng lên. Hít vào hai tay thăng ngang, thở ra tay trái gập tay phải qua đầu, cố gắng giữ cái đầu gối của bên phải hạ xuống. Hít vào hai tay thăng ngang, thở ra tay phải gập tay trái đưa qua đầu, cố gắng đẩy cái vai bên phải nó ngang ra và tay tay bên trái này ngả ra sau một chút để nó không bị gập người ra sau, thì sẽ thấy cái cơ lườn bên trái được là giãn hơn. Hít vào hai tay sang ngang, thở ra rồi em ngả vai như thế được nhiều hơn. Hít vào hai tay sang ngang, thở ra. 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 Hạ hai tay xuống và duỗi thẳng chân, ngang chân. Xoay những bàn chân, xoay cổ chân này, xoay kỹ, xoay rộng ra, xoay đều, tí nữa tập căng mà có thể chỉ rút. Rồi là xoay ngược lại. Mắt nhìn theo tay trái, siết bụng, siết đùi và thẳng lưng, thở ra, hạ xuống và đổ lên, tay trái cầm lấy mé ngoài của chân phải và nâng chân cao lên, mắt nhìn theo tay phải, cố gắng để cho hai vai thẳng hàng và đầu gối thẳng, siết bụng, siết đùi, đẩy cái ngực lên ạ, thở ra, hạ xuống và đổ lên. Hít vào, mắt nhìn theo tay trái, hai vai thẳng hàng và đầu gối thẳng, đẩy căng cái ngực lên, đúng rồi, thẳng lưng, thở ra, đổi lên, tay trái nằm lên bên ngoài của chân phải, siết bụng, siết đùi và thẳng lưng, thẳng lấy đầu gối lên ạ, mắt nhìn theo tay phải, rồi thở ra. Lần cuối, tay phải nắm lấy mé ngoài của chân trái, cố gắng đẩy cái ngực lên, thẳng lưng, siết bụng, siết đùi, siết chân phải lên đi ạ, dựng cái mũi bàn chân phải lên, siết đùi, đúng rồi, từ từ nâng cái chân phải lên, siết cái chân phải sẽ dễ nâng lên hơn, đúng rồi, nâng cao lên, nếu mà ai không được cho viên gạch vào sau và giữ ở đây. Rồi ngả ra đi, tiết cái đùi, tiết cái chân này, tiết căng cái chân lên, rồi nâng lên, nặng đấy, tiết này nặng hơn, rồi ra hạ chân xuống và đổi bên, rồi hít vào nâng chân lên, hai vai thẳng hàng đẩy cái ngực lên, cố gắng giữ thăng bằng này, từ từ nâng chân trái lên. Rồi như thế, đẩy căng cái chân lên, siết bụng, siết đùi, thở ra, hạ xuống. Rồi hai tay đặt cạnh hai bên đùi sát gần với đầu gối để cho lưng nó thẳng. Hít vào chân phải nâng lên,
chân phải lên. Rồi siết cái đùi để nâng chân được cao lên. Thở ra hạ xuống. Hít vào chân trái lên. Thở ra hạ xuống. Hít vào hai chân lên. Thở ra hạ xuống. Hít vào hai chân lên. Thở ra hạ xuống. Hít vào hai chân lên. Siết bụng, siết đùi và hai tay lên. Đúng rồi, và giữ ở đây. Cố gắng giữ thăng bằng, siết bụng, siết đùi. Thở ra hạ xuống. Rồi lắc chân. Cố gắng chán chạm thảm. Hít vào lên. Thở ra xoay cái vai rộng nhiều hơn. Tay trái sát mép thảm bên phải. Hít vào lên. Thở ra. Từ từ cố gắng chán chạm thảm. Hít vào lên. Thở ra. Hít vào lên. Thở ra. Từ từ hạ cái vai phải xuống này. Tay đi ngang chứ không đi dọc. Tay trái vẫn trống. Từ từ nâng hai cái chân lên. Hai chân lên vuông góc thì sẽ đẩy cái vai được mở nhiều hơn. Rồi. Từ từ tay phải nắm lấy cái chân trái. Ngả sang bên trái. Đâu các tay nắm chính tay trái. Tay trái. Tay trái nhầm, xin lỗi, tay trái nắm lấy chân trái. Và từ từ ngả ra. Rồi hít vào lên. Rồi hít vào hai tay sang ngang. Thở ra. Nghiêng bên trái từ từ hạ cái vai trái xuống. Nâng hai cái chân lên. Hai chân vuông góc thì sẽ mở vai được nhiều hơn. Tay phải nắm lấy cái chân phải. Chân phải ở đâu? Rồi từ từ ngả sang bên phải. Ngả ra phía sau luôn mà Hoa. Không phải ngả về đằng trước. Rồi hít vào lên. Đây hẳn ngủ gần camera luôn. Rồi hít vào hai tay sang ngang. Thở ra tay phải gập này. Gập sát với cả thân mình nhiều nhất có thể. Đừng có vươn ra ngoài để gập. Mà gập sát ví dụ như tay để đây. Thì gập như này thì sẽ thấy là nó kéo giãn cơ lên sườn nhiều hơn. Hít vào tay phải gập này. Tay trái qua đầu. Hít vào lên. Thở ra. Tay trái gập và tay phải qua đầu. Hít vào, lên. Thở ra. Hít vào, lên. Thở ra.
phía sau của hông này. Hai cái chân mở rộng ra bằng hông này. Hai tay lên. Siết, hít vào, siết bụng, siết đùi và nâng cái hông lên. Hai cái bàn chân chạm thẳng. Thở ra xuống. Hít vào, vươn hai tay lên. Thở ra, hai tay nắm lấy bàn chân, từ từ gập người chán thẳng thẳng. Cố gắng chán
hít vào đẩy người về bên ngược. Thở ra, cố gắng này, hạ cái vai xuống và chán chạm được vào thảm. Hai gót chân vẫn dẫm xuống dưới thảm. Mọi người nhìn này, hạ cái đỉnh vai xuống này, từ từ xòe căng cái bàn tay ra và đẩy này. Như thế này, xòe căng cái bàn tay và để giữ được cái tay này, từ từ này, hạ cái chán chạm xuống thảm. Nó sẽ rất căng ở cái cơ gân theo. Vẫn đẩy về bên ngược, đúng rồi, và từ từ hạ cái vai xuống, chán chạm thảm chứ không phải đầu chạm thảm, đúng rồi, như thế, từ từ hạ xuống sẽ rất căng ở cái cơ gân theo và cố gắng góp chân vẫn ở trên thảm ạ. Không làm gì không. Rồi, rồi hít vào đẩy người về tấm ván và giữ ở đây, siết bụng, siết đùi. Thở ra từ từ xuống chân corona là hạ gập cái tay này thôi, người không chạm đứng thẳng. Tiếp đi chị ơi. Đây, hít vào đẩy người lên, đẩy chân lên như thế này và không chạm đứng thẳng. Hít vào lên về bên ngược, cố gắng lại hạ cái vai xuống và chán chạm thảm một lần nữa, nó sẽ rất là căng ở cái cơ gân theo. Hạ cái gót chân xuống dưới thảm sẽ thấy rất là căng, đau quá. Rồi hít vào lại đẩy người về tấm ván, tấm ván giữ ở đây, siết bụng siết đùi, từ từ xuống chaturanga. Rồi hít vào vươn người lên. Ôi, không vươn được em. Rồi thở ra, hít vào đẩy người về bên ngược. Một lần nữa hạ cái vai xuống, chán chạm thảm. Nốt lần này thôi. Cố lên, đẩy căng cái chân. Hít vào về tấm ván. Thở ra xuống chaturanga. Hít vào, đẩy cái chân lên. Thở ra, hít vào về cho em bé nghỉ mệt. Em giữ cho mưa ra, chị cứ nói tiếp là giữ lâu hơn. Phải giữ lâu hơn à? Với nó giữ lâu hơn nhỉ? Cái lúc mà làm tấm ván thì phải siết bụng, siết đùi, la lạ thì đến khi xuống la mới không bị sập. Còn nếu la thả lỏng mà xuống thì sẽ không đỡ được, bắt buộc sẽ bị sập xuống luôn, không kìm được nữa. Còn giấy nước thôi, gọi giấy nước làm em nước mắt mà thôi đây. Này, từ giờ thứ tư là mình tập nặng lên một tí, bởi vì là mình thứ hai mình tập rồi, thứ tư mình tập là nó sẽ khỏe. Thứ sáu là mình lại đẩy lên một tí nữa, thế là ok. Xong thứ hai mình thứ bảy thì là mình mới giảm. Bây giờ hai chân để mở rộng hai chân bằng hông thôi, hai ngón chân cái song song với nhau, xoay nhẹ cái gót chân ra. Mình nghĩ là cái hành bây giờ nó đã cứ lắc mãi. Rồi, bây giờ nâng người đầu ngón chân lên, cảm nhận là cái xương bánh trẻ của chúng ta kéo được lên chưa? Và siết được đôi đùi, tí nữa làm như thế nhá. Thở ra, hạ cái chân xuống. Hít vào, hai tay lan tay, lòng bàn tay ngửa và nâng cái gót chân lên. Siết bụng, siết đùi, kéo cái xương bánh trẻ lên. Thở ra, hạ xuống. Hít vào, đẩy cái tay căng lên, đúng rồi, nâng căng ngực lên, siết bụng, siết đùi. Nâng căng ngực lên một lần nữa, thở ra. Hít vào một lần nữa, siết bụng, siết đùi và nâng căng người lên, đúng rồi, đẩy căng cái tay một lần nữa, vươn căng ngực lên.
vẫn giữ nguyên cái chân như thế nhá. Hít vào, hai tay vươn lên, thở ra, đẩy cái mông về phía trước, siết bụng, siết đùi và từ từ vươn người về phía trước như thế này ạ, không hạ ngực. Hít vào lên, thở ra, siết bụng, siết đùi và đẩy cái hông về phía trước nhiều hơn. Chúng ta mà đẩy cái đầu gối về phía trước thì sẽ bị đau lưng, đau cái đầu gối và đau cổ chân đấy. Hít vào lên, thở ra một lần nữa, siết bụng, siết đùi và giữ ở đây. Nâng cao cái ngực lên, chị hạ mông xuống một chút nữa, đẩy ra sau và hạ xuống nữa. Đúng rồi, giữ ở đây, nâng cái ngực lên một lần nữa. Rồi, hít vào lên, thở ra, chắp hai tay, từ từ này vật mông, xoay lấy tay này, kiểu tay trái cài vào đầu gối phải, xoay người và mắt nhìn theo vai phải. Hít vào, lên, thở ra, kiểu tay phải cài vào đầu gối trái, mắt nhìn theo vai trái. Cố gắng đẩy cái hông về phía sau nhiều hơn. Hít vào lên, thở ra, sang phải. Cố gắng vặn cái tay được nhiều hơn nhé, để tí nữa mà hạ cái tay xuống mà chúng ta vẫn hạ được. Hít vào lên, thở ra. Rồi cài cái kiểu tay được nhiều hơn. Hít vào lên, thở ra, từ từ cái kiểu tay trái cài vào đầu gối phải và từ từ hạ cái bàn tay xuống bên cạnh của chân phải, tay phải vươn lên, gập gối mà đang cố gắng hạ nặng tay này xuống, đứng được cài đầu gối. Rồi hít vào lên, thở ra, tay phải lại cài vào đầu gối trái như thế này, rồi từ từ hạ cái tay xuống, hai tay thẳng, mắt nhìn lên. Hít vào lên, thở ra, hạ cái tay xuống. Hít vào, hai tay chắp tay, thở ra, kiểu tay trái cài vào đầu gối phải, cài sâu xuống, từ từ hạ cái bàn tay trái xuống bên cạnh của chân phải và tay phải đưa lên, hai vai thẳng hàng. Hít vào lên, thở ra, kiểu tay phải để cài vào đầu gối trái và từ từ hạ cái bàn tay phải xuống mé ngoài của chân trái, hai tay thẳng hàng và vươn lên. Rồi hít vào lên, thở ra, hạ tay xuống. Hít vào, chân phải bước ra sau một bước dài và chân phải chết 45 độ. Chân trái đẩy lên vuông góc, cổ chân và đầu gối vuông góc với nhau. Cố gắng này, hông đang như thế này, chúng ta xoay ngược lại, xoay cho hai hông cân đối. Chân trái này bây giờ sẽ làm chân trụ và khi nâng cái tay lên hay hạ tay xuống thì chân này vẫn giữ nguyên, cái đầu gối này vẫn vuông góc. Hít vào, hai tay vươn lên, thở ra, siết bụng, siết đùi và vươn người về phía trước. Hít vào, vươn lên, nâng cao ngực lên, thở ra, siết bụng, siết đùi và vươn dài người về phía trước. Hai ngón chân trái bám chặt lấy thảm cho nó vững. Hít vào, vươn lên, thở ra, siết bụng, siết đùi và vươn dài người về phía trước một lần nữa. Từ từ hạ bụng xuống chạm cái đùi đi, nâng cái ngực lên, đúng rồi như thế. Từ từ vươn dài người nữa. Hít vào lên, thở ra, lần này nữa thôi. Tiếp bụng, tiếp đùi và vươn dài cột sống, tiến về phía trước nhiều hơn. Đúng
rồi, tiếp bụng, tiếp đùi và nâng cái ngực lên. Đúng rồi, bụng chạm đùi và ngực nâng lên. Hít vào lên. Chân phải bước về phía trước. Đúng rồi, chân. Nên sao mà chân lại khỏe. Rồi, bây giờ chân trái bước về phía sau một bước dài. Chân trái chết 45 độ. Về các cái ngón chân phải ra và bám chặt ở trên mặt thảm. Từ từ chân phải để đẩy lên. Cổ chân phải và đầu gối vuông góc với nhau. Xoay lại cái hông cho hai hông cân đối. Hít vào, hai tay vươn lên. Tiếp bụng, tiếp đùi và vươn dài người về phía trước. Đúng rồi, nâng ngực lên và bụng chạm đùi. Hít vào, vươn lên. Chân vẫn để nguyên, hông vẫn nguyên như thế, nhung, thấp cái hông xuống. Thở ra, vươn dài người về phía trước một lần nữa. Nâng cao ngực lên, bụng chạm đùi. Hít vào, vươn lên. Thở ra, vươn dài người về phía trước tiếp. Nâng ngực lên và bụng chạm đùi. Hạ người nữa xuống, vươn dài người phía trước như thế nữa. Hít vào lên. Tiếp bụng, tiếp đùi, đúng rồi. Thở ra, vươn dài người về phía trước. Tiếp bụng vào, nâng cái ngực lên. Người xuống, bụng chạm đùi vào đùi. Đấy, đúng rồi. Hít vào. Chân trái bước lên phía trước. Hai chân lên xuống. Đúng rồi. Thì sao nó mỏi. Mồ hôi ra nó kinh nhập. Rồi hai chân vẫn giữ nguyên này. Hít vào, hai tay sang ngang. Thở ra, tay phải chạm vào đùi phải. Tay trái vươn qua đầu và từ từ tay phải thấp dần xuống. Kéo căng cái tay trái đẩy lên. Ta cảm nhận kéo giãn cơ lườn bên trái. Hít vào, hai tay sang ngang. Thở ra, tay trái, đùi trái từ từ đi thấp xuống. Tay phải căng ra. Đúng rồi, nghiêng người nữa. Mắt nhìn thẳng. Rồi hít vào, hai tay sang ngang. Thở ra. Hít vào, hai tay sang ngang. Thở ra. Hít vào, hai tay sang ngang. Thở ra này, tay trái đặt bên cạnh của cái vai phải. Xoay người nhiều nhất có thể. Mắt nhìn ra vai phải. Tay phải. Hít vào, hai tay sang ngang. Thở ra, xoay nhiều nhất có thể. Rồi. Hít vào, hai tay sang ngang. Lần này tay gập một phát và xoay luôn để cho nó có đà, nó sẽ được nhiều hơn. Thở ra. Hít vào, hai tay sang ngang. Thở ra, xoay nhiều nhất có thể. Đúng rồi. Hít vào, hai tay sang ngang. Thở ra, xoay nhiều nhất có thể. Đúng rồi, quay đi. Rồi. Một lần nữa, hít vào, hai tay sang ngang. Thở ra, xoay nhiều nhất có thể. Đúng rồi. Rồi, hít vào, hai tay sang ngang. Thở ra, xoay. Đúng rồi, như thế. Hít vào, hai tay sang ngang. Thở ra, xoay nhiều nhất có thể. Đúng rồi. Hít vào, thở ra, hạ hai tay xuống người nhiều nhất có thể. Mắt nhìn về vai trái. Hít vào, về giữa, thấp xuống đi nhung. Thở ra, tay trái thẳng và tay phải gập. Hít vào, về giữa, thở ra. Hít vào, về giữa, thở ra. Hít vào, về giữa, thở
thở ra. Hít vào về giữa, thở ra. Hít vào, vẫn giữ nguyên như thế, hai tay lên. Thở ra, vươn ra người về phía trước. Đúng rồi, hai tay lan tay rồi. Thẳng ngón tay như thế này, thấp cái hông xuống. Hít vào, thở ra, xoay ra phải. Hít vào về giữa, thở ra xoay sang trái, đáp được đứng nguyên thấy không? Hít vào về giữa, thở ra xoay sang phải, hít vào về giữa, thở ra xoay sang trái. Đúng rồi, chấm hai tay xuống đứng nguyên như thế, chấm hai tay xuống đúng rồi, thở ra hạ đấy. Để đầu gối xuống, đúng rồi, dựng cái mũi bàn chân lên. Hít vào, về giữa. Thở ra, cố gắng ngả cái đầu gối của chân trái ra. Ngả cái đầu gối chân trái. Hít vào, về giữa. Thở ra. Ngả cái đầu gối của chân phải, cái chân mà gập ý, ngả cái đầu gối ra. Hôm nay hôm nay đầu gối chạm thẳng rồi, rất là tốt rồi. Rồi hoa cố lên đấy, bây giờ hoa nhấc mông cho mình nhẹ chưa? Gì đấy? Ngực nặng nó bị mất đây. Rồi hít vào, hai tay vươn lên. Thở ra, trượt dài tay xuống và chán chạm thẳng. Hít vào, lên. Thở ra, hạ hai tay xuống. Hai chân để dựng lên như thế này. Rồi, hai tay hạ xuống ở đây. Hít vào, hai chân lên. Như thế này. Thấy nhá, hai tay đang đặt như thế này. Hai chân này hít. Hai chân lên và đặt hai cái tay rộng ra. Để nâng được cái chân, hai cái chân đẩy căng lên. Ờ, như thế. Nâng được cái chân cao lên nhất có thể. Được chưa ạ? Cố đi em. Cả nhà đang đợi em đang rất mỏi đấy. Từ từ hạ hai cái chân này xuống, hai cái tay này, bàn tay xuôi xuống. Đúng rồi, và từ từ đẩy cái gót chân ra và nằm xuống. Thư giãn ở đây. Hạ lỏng cái vai ra. Đúng rồi. Cái gì lại xuống được. Rồi, từ từ này, cái chân này. Nhớ vai xuống, người xuống, đau ở đâu, căng ở đâu, thả xuống. Thôi lên đi, thả lòng đi, nằm thư giãn ở đây mà, đây là thư giãn mà. Đau rồi, rồi hít vào lên, đau gối thẳng chân mà lắc chân. Ngày mà thư giãn thì hợp chủ và nâng chân lên, mắt nhìn thẳng, cố gắng đẩy căng cái đầu gối thẳng lên, gối như thế này rồi, hướng ngược lên, đúng rồi, hành thẳng cái chân lên, đầu gối thẳng lên, nhồi bên cạnh đằng sau đi, đúng rồi, thở ra từ từ mở hai cái chân ra, đúng rồi, và thẳng lưng bụng lên, đẩy căng chân. Rồi như thế này là giữ ở đây. Rồi như thế đấy. Phương cố lên, cả nhà đang đợi Phương. Đúng rồi, như thế. Đẩy cái ngực lên. Đúng, như thế. Rồi, thở ra. Rồi, bây giờ nằm ngửa ra. Phương còn đang giữ một chân, bỏ xuống vào hướng. Mọi người bỏ xuống tấm lên. Đấy.
chân và làm con cá nhá. Hai tay nuôi xuôi theo thân và làm tay úp xuống. Hít vào đầu lên, mắt nhìn chân. Thở ra nhấn kiểu tay và đẩy cái ngực lên. Đúng rồi, hạ cái đỉnh đầu xuống. Rồi chuẩn. Mạnh và cao nhất. Đấy là chị Lan Anh. Rồi thở ra xuống. Một lần nữa khép hai chân và bút căng cái mũi bàn chân. Rồi hít lên, mắt nhìn chân. Thở ra nhấn kiểu tay đẩy cái ngực lên. Hạ cái đỉnh đầu xuống. Đúng rồi, như thế. Rồi thở ra thả lỏng đi. Rồi bây giờ hết hai chân vào và thu chân về sát cạnh mông, gập chân. Chưa là nghỉ đâu. Mười lần thôi.